thúc đẩy xuất khẩu bền vững trong bối cảnh dịch COVID-19. Trong bối cảnh dịch COVID-19, các doanh nghiệp phải đối mặt với vấn đề thiếu nguồn cung nguyên liệu thô và thiếu nhân công. Giá cước container trung bình đã tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2020 và gấp hơn 5 lần so với năm 2019 và hiện chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Chúng ta phải sắp đặt những cái kế hoạch kinh doanh phù hợp để làm sao giãn được cái tiến độ giao hàng cũng như là sử dụng những cái phương thức khác. Ví dụ như là khu vực châu Âu chúng ta có thể vận chuyển thông qua cái hình thức đường sắt. Thì chi phí so với vận tải container bằng đường biển hiện nay thì không hề là cao hơn, trong khi thời gian thì lại nhanh hơn. Thì đây cũng là những các cái gợi ý trong cái thời điểm như hiện nay. Thế còn về lâu dài thì chúng ta cũng vẫn phải tiếp tục theo dõi cái tình hình giá cước vận tải. Để hạn chế thấp nhất những tác động tiêu cực của dịch COVID-19 đến chuỗi cung ứng, sớm hồi phục thị trường trong nước và xuất khẩu, các doanh nghiệp cần chủ động lập kế hoạch, xây dựng chiến lược kinh doanh linh hoạt, ứng dụng khoa học công nghệ và vận dụng tối đa lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do,